Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 39 đến trang 41, bài 2 của bộ sách Cánh Diều về thăm mẹ của tác giả Đinh Nam Khương. Số 1 nhỏ, chuẩn bị, xem lại hướng dẫn nêu trong một chuẩn bị ở bài À ơi tay mẹ để vận dụng đọc hiểu văn bản này. Đọc trước bài thơ về thăm mẹ, tìm hiểu thêm về tác giả Đinh Nam Khương. Hãy tưởng tượng em đang trên đường trở về nhà để gặp lại người thân sau một chuyến đi xa. Cảm xúc, suy nghĩ trong em lúc đó như thế nào? Các em sẽ trả lời câu hỏi phần chuẩn bị. Câu 1. Đọc trước bài thơ về thăm mẹ, tìm hiểu thêm về tác giả Đinh Nam Khương. Tìm hiểu về tác giả. Đinh Nam Khương sinh năm 1949, quê Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là Phó Chủ tịch Hội Đông Y Mỹ Đức, Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Giải thưởng, giải A cuộc thi thơ năm 1981, năm 1982, báo Văn Nghệ. Tặng thưởng bài thơ hay nhất năm 1992, báo Văn Nghệ Quân đội. Tặng thưởng chùm thơ hay nhất năm 2001, báo Văn Nghệ. Giải B cuộc thi thơ Lục Bát năm 2002-2003. Câu 2. Hãy tưởng tượng em đang trên đường trở về nhà để gặp lại người thân sau một chuyến đi xa. Cảm xúc, suy nghĩ trong em lúc đó như thế nào? Cảm xúc suy nghĩ trong em lúc đó là rất hồi hộp, mong chờ giây phút được gặp mặt họ. Hai nhỏ, đọc hiểu. Con về thăm mẹ chiều đông, bếp chưa lên khói mẹ không có nhà. Mình con thơ thẩn vào ra, trời đang yên vậy bỗng hòa mưa rơi. Chùm tương mẹ đã dậy rồi, nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa, áo tơi qua bụi cày bừa, giờ còn lũng củng khóa khờ người rơm. Đàn gà mới nở vàng ươm, vào ra quanh một cái nơm họng vành, bất ngờ rụng ở trên cành, trái na cuối vụ mẹ dành phần con. Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn, rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày. Mẹ, tuyển thơ nhà xuất bản Lao động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây Hà Nội năm 2002. Thì ở đây phần đọc hiểu này các em chú ý là từ nhan đề bài thơ và tranh minh họa, hãy đón xem người trong tranh là ai, tâm trạng của người đó như thế nào. Chú ý thể thơ, chỉ ra vần, nhịp, hình ảnh trong bài thơ. Dấu ba chấm trong dòng thơ ở cuối có tác dụng gì? Thì các em sẽ trả lời câu hỏi giữa bài. Câu 1. Từ nhan đề bài thơ và tranh minh họa, hãy đón xem người trong tranh là ai, tâm trạng của người đó như thế nào? Thì từ nhan đề bài thơ và tranh minh họa, em đoán người trong tranh là người con đang ngồi buồn bã ngắm nhìn cái khung cảnh ngôi nhà sau một thời gian đi xa. Câu 2. Chú ý thể thơ, chỉ ra vần, nhịp, hình ảnh trong bài thơ. Thể thơ Lục Bát, nhịp thơ 42 và 44, vần. Chữ thứ 6 của câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8. Chữ thứ 8 của câu 8 vần với chữ thứ 6 của câu 6. Câu 3. Dấu ba chấm trong dòng thơ ở khổ thơ cuối có tác dụng gì? Dấu ba chấm trong dòng thơ ở khổ cuối có tác dụng là thể hiện cái tình cảm, thể hiện cái cảm xúc nghẹn ngào không nói thành lời của tác giả. Câu hỏi 1. Bài thơ là lời của ai
thể hiện cảm xúc về ai, cảm xúc như thế nào, đối chiếu với sự dự đoán ban đầu của em để xác nhận hoặc điều chỉnh. Bài thơ là lời của người con, thể hiện các cảm xúc về mẹ, cảm xúc nghẹn ngào, nhớ thương mẹ hiền sau bao ngày đi xa. Hai, cảnh vật quanh ngôi nhà của người mẹ thể hiện lên với những cái hình ảnh nào? Những hình ảnh ấy đã giúp tác giả thể hiện được tình cảm gì? Hình ảnh ngôi nhà của mẹ hiện ra đơn sơ, mộc mạc và rất đỗi thân thương với chum tương đã đầy, chiếc nón mê cũ, cái áo tơi và bao bụi cày bừa đã ngắn ngủn, đàn gà con vào ra quanh với cái nơm họng vành. Ba, xác định biện pháp tu từ ở khổ thơ thứ hai và chỉ ra tác dụng của biện pháp ấy. Biện pháp tu từ ở khổ thơ thứ hai là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ nón mê, áo tơi, ẩn dụ cho hình ảnh người mẹ lam lũ. 4. Điều gì làm người con nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn? Người con nghẹn ngào vì người con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ khi nhìn thấy trái chín trên cây mẹ vẫn để phần. Vì người con nhận thấy sự tảo tần của mẹ khi mọi vật trong nhà đều do bàn tay mẹ vung vén, xếp đặt chăm chút. Vì người con hiểu ra bao nỗi nhọc nhằn của mẹ khi nhìn thấy chiếc nón mới tàn, cái áo tơi cũ mòn đã cùng mẹ lặn lội qua bao mưa nắng. Năm, nhận xét cách xeo vần lục bát trong câu áo tơi qua bụi cày bừa, giờ còn luẩn quẩn phát hòn người rơm. Cách xeo vần áo tơi qua bụi cày bừa, giờ còn luẩn quẩn phát hòn người rơm. Thì trong cặp lục bát trên có sự đối xứng nhau trong các thanh ở các tiếng 2, 4, 6. Câu lục là bằng trắc bằng tơi bụi bừa. Câu bát là bằng trắc bằng bằng cọ cuộn hờ rơm. Sáu, hình dung và tái hiện lại cái cảnh người con về thăm ngôi nhà của mẹ trong bài thơ bằng cách vẽ tranh minh họa hoặc miêu tả bằng lời văn. Thì ở phần này các em sẽ tự vẽ tranh hoặc có thể miêu tả như sau. Vào một chiều mùa đông, tôi trở về thăm nhà của mình sau những ngày học tập nơi xa. Về đến nhà tôi không thấy khói từ bếp, có lẽ mẹ tôi vắng nhà. Tôi bèn ngồi thơ thẩn trước hiên nhà, đi ra đi vào ngóng mẹ về. Chợt trời đổ mưa lớn, cạnh hiên nhà chum nước mẹ đã đầy. Mưa rơi làm ướt cái nón bê, ướt cả cái áo tơi ngắn của mẹ khoác hờ người rơm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.